Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.21. Ở tập trước, mình đã sở hữu cho mình một cây chì đầu tiên và mình cảm nhận đây là một vũ khí rất là thú vị và đặc biệt nó cực kỳ mạnh nếu như mình tận dụng tối đa cái công dụng của nó. Ngoài ra, mình cũng có một cái cây chì để trưng bày ngay cái đảo hoang của mình ha. Nói chung thì cũng khá là ok. Nhưng mà các bạn đừng quan tâm cái đại phun nước nha. Mình chỉnh tới chỉnh lui nhưng mà vẫn không thấy nó ổn tí nào các bạn ạ. Rồi, tạm gác qua cái chỗ đài phun nước đi. Giờ thì mình sẽ vô trong và chuẩn bị cho công việc ngày hôm nay. Vì đã sở hữu được một cây chì rồi, nhưng mà mình vẫn chưa sử dụng nó để đánh bại bất kỳ một con quái nào. Nó quá là mạnh. Và đặc biệt trong Minecraft, mình cực kỳ cay cú cái con Warden luôn. Dù bất kỳ ở cuộc hành trình nào thì nó giống như là một cái cơn ác mộng đối với người chơi các bạn ạ. Và đặc biệt ở chế độ siêu khó, nó còn càng nguy hiểm hơn. Vậy nên trong ngày hôm nay, mình sẽ thử chinh phục sức mạnh của mình cùng với cái chuyện này bằng cách cố gắng đánh bại con qua đành bằng một hit duy nhất thôi. Các bạn không nghe lầm đâu, mình sẽ cố gắng đánh bại nó trong ngày hôm nay bằng một hit. Tuy nhiên để làm được điều đó thì trước tiên mình cần phải sửa lại full giáp nè và đồng thời nâng cấp cho nó trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Hiện tại thì ba món đồ này đang bị hư rất là nhiều. Mình sẽ dành một ít kim cương ra mình sửa lại ha. Ok. Tiếp theo thì chắc là mình sẽ có một chuyến đi xuống địa ngục để bắt đầu nâng cấp cho nó trở thành một bộ giáp Netherite. Lúc đó thì nó mới mạnh hơn được. Ê, hình như ở nhà mình cũng có vụn Netherite nè. Ui, đây, gần đủ luôn rồi các bạn ơi. Hiện tại thì mình được đâu đó tính nhiêu đây thôi, là được 2 phôi rồi nè. Vậy là mình còn thiếu cỡ 2 phôi Netherite nữa. Ok, nếu vậy thì chúng ta tranh thủ ha, đi sớm về sớm. Hy vọng là mình sẽ gặp may mắn trong cái chuyến đi qua địa ngục lần này. Mà khoan, có một chuyện nữa. Cái kiếm của mình nó cũng hư rất nhiều, cây cúp của mình cũng vậy luôn. Cho nên là mình cần phải sửa hai cái món đồ này lại. Nếu không thôi là chuyến đi sẽ rất là vất vả đấy. Rồi, xong phim. Mới đầu ngày mà hao kim cương hơi nhiều nha. Ít hôm nữa phải đi cày cuốc lại thôi. Và có nhiều bạn á muốn mình test thử combo cái cậu gió này nè với cả là cây chì. Thôi được, mình sẽ test luôn ha. Oh, wow, wow. Một từ wow thôi các bạn ơi. Combo này cháy thật sự. Ngầu ác luôn. Ê ê, vậy là mai mốt mình có thể tận dụng tận dụng cái cây chùy này kể cả những cái khu vực không có địa hình cao các bạn ơi. Đây nè. Đó. Chất lừ. Thế nên trong thời gian sắp tới có thể là mình sẽ quay trở lại khu vực Trial Chamber nhiều hơn nữa. Chủ yếu là để mình săn thêm những cái cậu gió này đó các bạn. Chứ không thôi là không đủ dùng á. Đã thiệt chứ. Ê, nhưng mà khoan, qua địa ngục mà đem có 4 cục thịt bò này ổn không vậy trời? Thôi. Quay xe cái các bạn ơi. Sẵn tiện ghé qua thăm mấy cái em tattoo luôn nè. Ủa trời. Trời, hai em này chơi leo lên thuyền nằm ấy. Lụm bẫy của mấy em cái. Rồi, ở đây có cái giường mà sẵn mình ngủ ké luôn ha. Sáng thức dậy thì mình sẽ đi vô trong nhà lấy thịt bò. Ở nhà mình cũng đã có nấu một ít cái thịt bò rồi. Ui, đi ra coi đừng có dành cái lối vào của tôi. Đây. Hơi bị nhiều luôn. Bộ muốn mắc vô nhà lắm hả? Thôi, không thèm đi đường đó luôn. Đi đường này đi. Ok. Bước qua địa ngục và sẵn tìm mảnh vỡ cổ đại nào. Lúc đầu á thì mình tính tìm trong những cái bastion đó các bạn. Nhưng mà thôi, trong tương lai mình cũng cần tìm Netherite khá là nhiều á. Thành tử ra là chắc mình sẽ đào xuống dưới đi. Ừ, chúng ta sẽ đào theo kiểu đường thẳng đó các bạn. Dù sao cũng mới sửa cúp mà. Test thử nhân phẩm luôn, một công đôi chuyện. Ồ, có vàng nữa nè. Ngon. Nhưng mà sau này nếu mà mình có cây cúp mềm mại thì chắc sẽ ok hơn đó các bạn ạ. Nấu cái đó nó ra một lần á là được một phôi vàng luôn á. Ê. Tới một cái hồ nhung nham rồi. Vậy phải đổi hướng á các bạn ơi. Đào ngược lại đi. Sau khi xuống ở một cái độ sâu đủ rồi thì mình sẽ bắt đầu dò tìm á, để coi mất bao lâu để chúng ta có được cái mảnh vỡ cổ đại đầu tiên nào. Hy vọng là sẽ nhanh ha. Let's go. Ok. Thu cà na vậy mới đi chưa được vài bước nữa gặp hồ nhung nham rồi. Đổi hướng đi. Let's go. Ủa, nhân phẩm mình nay kỳ vậy? Không tin hướng này gặp nhung nham tiếp đó. Hên, chỗ này nhung nham nhỏ các bạn ơi. Nhưng mà cũng hơi lâu rồi đó nha.
Có vẻ là nhân phẩm của mình không thích hợp để tìm theo cách này rồi. Mới quay lại và tìm cái hướng đào khác thì mình đã gặp được chỗ mảnh vỡ cổ đại đầu tiên trong chuyến đi này rồi. Được mấy mảnh vỡ cổ đại đây? Có vẻ là 2 các bạn ơi. Không quá tệ, không quá tệ. Tiếp tục nào. Thử với hướng đối diện coi. Để coi coi hướng đối diện có khá hơn không. Đối diện cái chỗ vừa rồi có mảnh vỡ cổ đại tiếp nè các bạn ơi. Wow. Mấy đây? Ồ, lần này thì chỉ có 1 thôi. Ok. Nhưng không sao, có là vui rồi. Tiếp tục nào, tiếp tục nào. Chỗ thứ 3, chỗ thứ 3 các bạn ơi. Lần này thì có vẻ tiếp tục là 2 quặng. Ồ, tưởng đâu chỗ thứ 3 mà có 3 quặng thì tuyệt vời luôn á. Nhưng không sao, bây giờ chỉ còn 3 quặng nữa thôi các bạn, là được 8 quặng mảnh vỡ cổ đại. Và chúng ta có thể đi về được rồi đó các bạn à. Cố lên nào. Tới rồi, máy đây, ba đi, ba đi, ba quặng. Ồ, 2 quặng tiếp. Nhân phẩm của mình không có nổi 3 quặng rồi các bạn ơi. Nhưng mình sẽ không từ bỏ đâu, tiếp tục, đi tiếp nào. 1 quặng cuối cùng, què á du. Oh my god, oh my god. Tí nữa là tắm nhung nham luôn rồi. Nếu vậy thì chắc mình sẽ thử đào từ đây ngược lại đằng kia đi các bạn, để coi coi trên đường về có gặp được mảnh vỡ cổ đại đâu hay không ha. Biết đâu bất ngờ. Xa xa xíu. À, ok, bên này đi. Ê, quận về là không có gì rồi đó các bạn ơi. Thôi, đi tìm chỗ khác thôi. Lần này thì máy đây. Ồ, dẫn 2 các bạn ơi. Nhưng mà đây cũng là cái chỗ cuối cùng để chúng ta đủ số lượng mảnh vỡ cổ đại và mang về để chế tạo full giáp Netherite các bạn ơi. Yes sir. Đi về thôi nào. Bước đầu tiên là dục nó vô lò nung trước ha. Đây, dưới này thì nó đã nấu xong rồi nè. Lấy ra thôi các bạn ơi. Nãy cũng có lấy thêm một ít hạt vàng nè. Thử ghép nó lại coi, xem coi mình có đủ vàng để làm phôi không nha. Ồ, vừa đủ luôn nè các bạn ơi. Đã nha, đã nha. Rồi, trên này. Ôi, trên này thì nó chưa nấu xong các bạn ơi. Chia ra đi, cho nó nấu nhanh tí. Nè, ở dưới xong rồi nè. 7 vụn. Cái này thêm 2 vụn nữa là 9. Trên này thêm 3 vụn nữa là 12. Rồi, lấy nốt mấy số vụn và phôi netherite ở trong rương ra. Rồi, bấm công thức thôi. Mình sẽ có được thêm 3 phôi và tên tên đủ để nâng cấp lên giáp netherite rồi các bạn ơi. Nhưng mà khoan khoan. Nếu mà mình muốn nâng cấp thì mình phải có mẫu rèn nâng cấp netherite. À, hên quá. Mẫu rèn nâng cấp netherite mình dư luôn. Vậy thì chần chờ gì nữa, cởi giáp cũ ra, cho vô cái bàn rèn, dục phôi netherite và mẫu rèn nâng cấp, chúng ta sẽ có được giáp netherite các bạn ơi. Trời ơi, cái hoa văn này đẹp nha. Wow. Được thật sự các bạn ơi. Rồi, full set luôn. Mở được thành tựu và bây giờ mình sẽ lên giáp thôi nào. Ủng, quần, áo và nón sóng phin. Nhiệm vụ đầu tiên trong ngày đã xong các bạn ạ. Tiếp theo, để chiến đấu một cách an toàn, ví dụ mình thất bại á, thì cũng có biện pháp để giúp mình sống sót. Và biện pháp đó mình tính dùng đó chính là vật tổ trường sinh các bạn ơi. Và để có được cái vật tổ đó bắt buộc mình phải báo làng một hôm rồi. Để coi coi mấy cái ominous bottle đây. Mình có rất là nhiều nè. Mình sẽ dùng cái loại bình thường thôi. Chứ loại mà cấp độ 4 mình sợ là dữ quá các bạn à. Đi báo cũng là có tâm lắm nha. Ok, chắc là ngủ giấc sáng dậy đi báo là vừa rồi đó các bạn ơi. Let's go. Lâu rồi chưa cho bé đen đi chúng mình các bạn ơi. Để coi coi bé đen đâu ta. Ủa bé đen đâu rồi? À đây đây đây, trời ơi. Hú hồn tưởng đâu bé đen đi lạc rồi chứ. Ok, có bé đen đi quăng bển cho nó nhanh các bạn ơi.
đi gần. Ôi trời trời. Cái con kia nó bắn vô mông em ngựa mình. Người phải trả giá. Mình đi gần tới làng mình mới chợt nhớ là mình không có mang theo cái chuông nữa hết các bạn ơi. Và cái chuông rất là quan trọng nha. Giống như kiểu là báo cho dân làng biết là mình sắp báo làng á. Cho nên là bây giờ mình sẽ lấy cái chuông ngủ giấc. Sáng mình sẽ quay trở lại làng á. Rồi đó, giờ thì tự tin 200% luôn. Ha. Hay là mình chiêu mộ thêm vài đại ca nữa để tiếp mình các bạn. Đúng đúng. Đúng rồi. Mình cũng còn một ít sắt trong nhà nè. Gom gom lại cũng được 12. 12 vậy là mình chiêu mộ được 3 đại ca nữa. Quá đã luôn. Bí ngô thì hình như mình cũng còn, nhưng mà có 2 cái đầu hả các bạn à. Vậy thì chắc mình phải đi lấy thêm bí ngô rồi. Cũng hên cho mình là gần cái khu vực mình ở có rất là nhiều bí ngô ngoài đồng bằng ha. Tha hồ cho mình lấy luôn nè. Rồi mình sẽ lấy dư dư ra để nữa mình nhân giống lên. Còn bây giờ thì mình sẽ đặt xuống một cái. Lấy cái kéo cắt cái mặt ra. Ok. Có thể trở lại làng được rồi đó. Kia. Ơ cái gì vậy? Lọt hố các bạn ơi. Thì cái tình đó. Rồi, lên đi ngựa, lên đi, đừng có chìm cưng. Lên. Ui da, gặp em ngay em ngựa khoái tắm nữa thì xác định luôn. Rồi, tiến thẳng lại ngôi làng. À mà khoan. Để an toàn cho em ngựa hơn thì chắc là mình sẽ cho em ở một cái khu vực nào đó ngoài này đi ha. Rồi, cho em ở dưới này đi. Đây đợi anh ít hôm nghe. À không, một tí thôi. Tí anh quay lại. Rồi, còn phần mình thì mình... Ủa nãy mình đi dọc đường mình vứt nhầm cái ominous bottle hay sao các bạn ơi. Ouch. Riết rồi đầu óc sao đâu á. Ok, tiếp tục lấy ominous bottle. Nhưng mà cái bản thường ha, chứ đừng lấy bản romac nha các bạn. Mệt đó. Mình không muốn báo làng phiên bản romac đâu. Ok, lần này thì mới thật sự vô làng và bắt đầu hành trình báo làng các bạn ơi. Bác dân làng kia vô trong làng lẹ đi nha. Tôi mà uống cái chai này vô là bác chạy không có kịp đâu đó. Ok, nốc vô thôi các bạn. Và hiệu ứng đã được kích hoạt luôn rồi kìa. Bây giờ thì mình sẽ có khoảng 20 mấy giây để chúng ta chuẩn bị ha. Hoặc là muốn hủy cái cuộc xâm lược này thì chỉ cần uống sữa thôi. Nhưng mà mình đã hạ quyết tâm báo làng trong ngày hôm nay. Thế nên là mấy bác này tranh thủ vô nhà đi. Tôi nhắc lại lần hai rồi đó. Cung chuông nè, chạy đi. Đúng rồi, chạy dữ vô. Anh tưởng mấy cái bác này vẫn chơi với bác hả? Đi vô trong nhà liền. Đúng rồi, đúng rồi. Chạy đi, còn lâu cung chuông nữa. Tôi cung được rồi. Hay vậy quá à. Chạy đi. Đúng rồi, vô nhà đi, vô nhà đi. Đúng rồi, vô. Ok. Bác này cũng vậy đi nha. Bọn cướp dân làng đã vô làng rồi các bạn ơi. Mình còn chưa kịp triệu hồi ra thêm mấy đại ca golem nữa. Sao? Đợt đầu có vẻ là khá là ít các bạn. Mình sửa kịp. Xong phim. Tốc độ nào. Chiêu mộ golem ra lẹ thôi. Ok. Còn một anh nữa. Ủa xong phim. Mình đã có 3 golem ở ngay trung tâm làng. Tiếp mình rồi ha. Dân làng thì có vẻ là tạm thời. Ui, vẫn còn vài bác ở ngoài. Ui, đi vô làng đi. Ok ok. Bọn cướp đang vô làng và đã bị golem chặn đầu rồi các bạn ơi. Khá ok. Còn vài tên bên hướng này. Được, lấy chị bổ hắn thôi. Nice. Còn một tên nè. Thôi đừng có gung chuông. Vô đi, vô đi. Vô nhà đi, vô nhà đi, đúng rồi. Rồi. Ê, lần này bọn chúng đổi hướng rồi các bạn ơi. Ôi, bọn chúng đi từ hướng này. Oh my gosh, oh my gosh. Ê. Ui, 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 ui. Lấy cây cung, lấy cây cung. Ê. Bắn cái tên này lẹ mới được. À. Không ổn rồi. Cái gì mình gắt quá. Trời ơi, chuyện mà đập không xi nhê nó luôn các bạn ơi. Nhưng mà lấy cung bắn thì nó hẹo rồi. Đúng rồi, mấy đại ca golem. Tiếp tôi. Xử nó đi, xử nó đi. Đúng rồi. Nice. Liệu rằng cuộc xâm lược này bắt đầu có tên pháp sư chưa? Ôi, vẫn chưa các bạn ơi.
nhưng mà có bà phù thủy rồi cơ. Để cho anh Golem xử mấy cái tên nguy hiểm đi, mình sẽ diệt trừ mấy cái tên bắn cung hỗ trợ anh Golem. Ôi da trời, tao bắn cung ghét hết á. Tiếng sao anh Golem đã quẩy rất là căng kìa, lọt hố luôn rồi. Oh my gosh, ổn không anh ơi? Trời đất ơi, ảnh trúng độc rồi, quẩy sung quá mà. Ui ui, đây rồi tên pháp sư. Tự nó chạy nhanh quá. Ok, mình đã hạ được nó rồi các bạn ơi. Ôi da, dạ. Mình cần phải lụm bập tổ. Ôi da, được chứ vậy, lụm chứ vậy. Hạ đi thôi, mình đã có vật tổ rồi. Đồng thời dụ bọn chúng ra xa xa làng luôn các bạn ơi. Một công đối chuyện. Bà phù thủy này, chơi mà búp sức mạnh tinh thần hoài. Đi chỗ khác. Ui, dính độc rồi. Ê, ê, à. Không ổn rồi, không ổn rồi. Xử nó. Lấy cung mà bắn thôi các bạn ơi. Khoảng cách vẫn là trên hết. Nó trâu thiệt luôn á. Mình sẽ dùng chì. Yes, nợ được cái con Ravenger rồi. Dễ thở hơn rồi đó. Mấy tên tép rêu này thì mình lo được. Zombie, xử nó. Đúng rồi, xử nó cho ta. Đệ mình các bạn, giỏi lắm đệ. Ui, ui. Lần này bọn chúng đi từ hướng em ngựa của mình. Trời, bọn chúng lội sông lội biển đâu cơ. Ghê vậy. Mình sẽ cố thủ bên đây xong các bạn ơi. Tên nào qua là mình cho tên đó đi bán muối liền. Ok, có ngon lại đây. À, tên pháp sư kìa. Tên pháp sư này. Ok, hạ được tên pháp sư rồi. Tiếp theo là những tên này. Ây da, trời, cái tên cầm rêu. Ui dồi, ui. Oh no, à, một anh Golem đã nằm xuống rồi. Ui ui, không được, mình không được nằm xuống. Mình còn phải hai anh Golem bảo vệ làng. À, một anh người sắt đã ra đi mãi mãi rồi các bạn ạ. Tội nghiệp ảnh. Không được, mình phải kế thừa di sản của ảnh. Ảnh đã cố gắng bảo vệ làng tới giây phút cuối cùng. Mình sẽ không để thất thủ đâu. Thiệt luôn á. Bọn chúng đi từ hướng đó là bọn chúng xác định với mình. Bắn cho nó gụng càng luôn. Lội với trả lội nè. Bắn miễn phí đó các bạn à. Free fire đấy. Rồi, để coi. Bọn này làm gì mình? Này nè, một con Ravenger, hai con. Rồi, tiếp theo là mấy cái tên pháp sư. Lụm càng nữa. No. Ôi. Hết mũi tên rồi các bạn ơi. Ui không. Không ổn rồi. Nhưng mà hên quá bọn chúng đi hướng này thì mình có thể tận dụng cây chùy được ha. Thì tên pháp sư vô làng rồi. Ui da, mình đánh hụt rồi. Ok. Ui, đông vậy. À, không được nhảy hụt nha, nhảy hụt là bọn chúng lụm mình đó. Chùi chùi. Ok, hạ gục thêm một tên pháp sư nữa. Đổi hướng. Cái gì, cái con nào đập cửa vậy? Ây da, trời ơi, tên cướp dân làng các bạn ơi. Không được, anh người sát này phải sống nha. Tiếp tôi anh ơi. Đúng rồi. Ui, bình tĩnh. Có vẻ ổn các bạn ơi. Còn vài tên nữa thôi. Kìa, có bà phù thủy ngoài kia nữa cơ. Đúng rồi, qua đây. Ngươi qua đây. Tới số người liền. Ê, anh người sát sắp không ổn. Chữa thương cho ảnh. Ảnh là người bạn hỗ trợ đắc lực cuối cùng của mình trong ngôi làng đó các bạn ơi. À, chọi thuốc hả? Mụ phù thủy này. Này thì chọi thuốc. Kìa, ngoài kia còn hai thanh niên nữa các bạn. Chắc là không biết đường vô làng. Để mình đích thân ra đây và xử bọn chúng cho. À, chọi thuốc cho nhau rồi ha, tình cảm quá ha. Tình cảm nè. Bên kia nữa. Tình cảm hả? Đi chỗ khác là tình cảm. Ở đây không có chứa. Ok, và đây rồi. Mình đã chiến thắng cái cuộc xâm lược này rồi các bạn ơi. Let's go. Và chiến tranh nào thì cũng sẽ có hy sinh và mất mát các bạn. Và trận chiến vừa rồi cũng vậy ha. Mặc dù mình đã chiến thắng, bảo vệ được ngôi làng, thế nhưng mình không bảo vệ được một người bạn đã hỗ trợ mình rồi các bạn ạ. Một anh Golem đã ra đi mãi mãi rồi. Ui, anh này. Trời ơi, anh chìm ngẫm luôn rồi.
Trời, chắc anh nực rồi. Thôi để anh tắm đi các bạn. Rồi, và làng thì có vẻ là không có thiệt hại quá nhiều ha. Cũng mừng. Chứ có dân làng mà nằm xuống chắc anh Golem kia anh sẽ buồn lắm đó. Con kia đi chỗ khác nha. Không có lén phén vô làng ta đó. Rồi, mình sẽ đi ngủ một cái. Rồi sáng thức dậy, chúng ta sẽ tưởng niệm cái anh Golem đã hy sinh anh Dũng ha. Yên nghỉ nha anh Golem. Anh cũng đã cố gắng hết mình vì ngôi làng rồi các bạn ạ. Ok, và sau cái cuộc xâm lược vừa rồi thì thành quả mình thu được đó chính là 5 cái vật tổ trường sinh các bạn ạ. Nói chung thì cũng khá là ok ha. Cái chuông thì mình sẽ mang về lại nè. Rồi, còn dân làng thì thôi, mấy bác này hay đi lung ta lung tung quá. Cho nên là mình sẽ giữ mấy bác ấy ở trong nhà luôn đi ha. Mai mốt ví dụ mình muốn dạy nghề thì mình cũng tìm dân làng dễ hơn. Rồi, mấy anh Golem khác ở trong làng bảo trọng nha. Tôi đi về trước đây. À quên nữa, tí nữa thì mình quên người bạn ngựa rồi. Em đợi mình chắc cũng lâu rồi đó các bạn. Ok, về thì cưng ngay. Về đến nhà, mình sẽ chuẩn bị cho mình thêm một ít cái hành trang, bao gồm vài cái bục để sách nè. Tiếp theo là mình sẽ lấy theo Ngọc Lục Bảo. Ở nhà mình không có nhiều các bạn à, chỉ cỡ một stack mấy thôi. Nhưng mà không sao, như đây thì chắc cũng ok cho cái việc shopping của mình ha. Ngoài ra mình cũng sẽ lấy thêm sách nè. Ui nhưng mà hơi ít nha. Chắc mình sẽ chế thêm sách đi. Đâu đó cỡ 5 quyển nữa. Rồi, không chần chờ gì nữa, chúng ta lên ngựa. Ồ đây đây, em ngựa đây. Rồi trở lại làng thôi các bạn à. Tận dụng cái hiệu ứng người hùng của ngôi làng này nè, để mình có thể shopping ở cái giá gọi là cực kỳ rẻ luôn á. Hy vọng là mua được sách ngon nha. Ồ, nhà này có hai bác dân làng nè. Được á. Một bác đã có nghề và một bác đang thất nghiệp ha. Khá ok. Rồi, mình sẽ vô đây và dạy nghề cho các bác đang thất nghiệp này. Đã. Giờ thì bác ấy đã trở thành thủ thư và bán cho mình giá rất là rẻ các bạn ạ. Có 7 ngọc lục bảo cho một quyển sách thôi. Và mình cũng có cài thêm một cái mod hỗ trợ á. Thay vì là mình sử dụng cây rìu đập những cái bục để sách rồi đặt lại. Đó. Thì bây giờ chúng ta có thể rút ngắn cái thao tác lại bằng cách bấm vô cái nút này để chúng ta đổi ha. Đó. Nó sẽ tiết kiệm được một chút thời gian của chúng ta trong việc đi tìm sách. Và mục tiêu mình đề ra là chắc chúng ta sẽ tìm sách sắc bén á các bạn ơi. Và nó đây luôn rồi nè. Nhanh thiệt chứ. Nhưng mà giá hơi cao rồi các bạn có thấy vậy không? Để mình đổi đổi xíu đi. Biết đâu hồi bác ấy bán cho mình sách giá rẻ hơn rồi sao. Ở đây nè. Sắc bén 5 mà có 18 ngọc lục bảo. Lụm thôi các bạn ơi. Rồi, lụm một quyển sắc bén trước ha. Sắc bén 5. Ủa? Mình hơi nhà quê các bạn ơi. Cây chùy không ép được sắc bén các bạn à. Oh no. Thôi không sao, mình rảnh mà. Để mình quay trở lại đây, mình dạy nghề tiếp cho dân làng các bạn ơi. Lần này thì mình sẽ tìm kiếm cái quyển sách không phải là dòng Density các bạn, mà là cái dòng Bridge này nè các bạn. Để coi coi chúng ta có may mắn tìm được nó hay không nha. Ui mềm mại. Trời bác ấy cho sách mình nữa kìa. Tại đang là người hùng á nên là lâu lâu cho mình đồ quá trời, hộp giống nữa. Nên giữ cái bác dân làng mềm mại đó lại ha. Ok, còn bác này chưa có nghề nè. Học nghề luôn đi bác. Mending, tìm ra sách sửa chữa luôn rồi các bạn ơi. 14 ngọc lục bảo cho một quyển. Vậy là bây giờ mình mua được đâu đó cỡ 4 quyển luôn ha. Cho full xích giáp các bạn à. Ngon, thêm quyển nữa đi. Cho cây cúp của mình nữa các bạn. Gần hết ngọc lục bảo luôn rồi. Cái bác mềm mại này thôi chắc mình reset bác ấy lại đi ha. Để chúng ta kiếm cái dòng bridge đó các bạn ơi. Để mình thử ép vô cây chùy của mình coi coi có được không. À đây rồi. Bridge cấp độ 4 các bạn, 22 ngọc lục bảo. Giá cũng khá là ok ha. Lắm. Rồi đó, mình nghèo luôn rồi đó. Hết ngọc lục bảo luôn rồi. Tại lúc đầu mình chỉ muốn kiếm cái dòng bridge thôi à. Nhưng mà giờ còn có thêm 5 quyển sách sửa chữa nữa. Đúng kiểu quà tặng kèm luôn á. Để coi bây giờ cái cây chùy của mình có thể ép chung với cái dòng bridge được hay không. Cũng không luôn. Tức là mình chỉ có thể chọn giữa Density và Bridge thôi các bạn à. Ngoài ra thì cũng còn một dòng khác. Nhưng mà dòng đó thì hình như mình không có tìm trong việc Enchant cũng như là mua của dân làng được. Đây, đó chính là cái dòng White Brush này nè các bạn à. Để bây giờ mình sẽ thử nhân phẩm. Coi coi, à đây, mình còn cũng khá là nhiều Ominous Trial Key nè các bạn. Trở lại Trial Chamber, chúng ta thử mở rương và biết đâu được may mắn tìm được cái dòng White Brush đó thì sao. Hình như mình chỉ có đúng 5.5% để nhặt được cái dòng Enchant đó trong cái Trial Chamber ha. Nói chung là cầu may thôi các bạn. À mà trước khi đi thì hãy để mình
enchant hết mấy cái dòng sửa chữa vô giáp cũng như là cúp đi nha. Không thôi quên á, không thôi là bị quên đó. Trời mắt nha, 5 kinh nghiệm lận các bạn ơi. Đây, nón rồi, quần, áo. Ê mắt dữ ta. Rồi luôn thiếu kinh nghiệm rồi. Để mình ra ngoài này đập cục thang cho nó lên kinh nghiệm coi. Ok, ép nốt cây cúp nào. Xong phim. Bây giờ thì quay trở lại Trail Chamber và để xem coi mình có đủ may mắn để lấy được cái dòng enchant cực hiếm kia hay không ha. Chỗ đầu tiên luôn. À, mình nhớ là nó ở sau cái cầu thang này thì phải. Ừ, chuẩn các bạn ơi. Đây rồi. Và... Ê. Ok, cái này nó reset rồi nè các bạn ơi. Để xem coi. Có vẻ là... không có rồi. Oh no. Không sao, mình sẽ đi tới những chỗ tiếp theo các bạn. Vẫn còn nhiều cái chỗ khác nè. Và đây là chỗ thứ hai nè. Trời, nó xuất hiện rồi. Úi da, ấy da. Một cái trial key bình thường thôi các bạn. Tiếp theo là lên trên này để chúng ta mở cái rương này. Úi, hả? Cái gì? Nó cho mình cái heavy core các bạn ạ. What the hell? Thiệt luôn, đi tìm sách enchant mà lại nhặt được heavy core các bạn. Thôi, cũng chịu nha. Ủa, đâu số con này vậy? Chỗ tiếp theo hình như sẽ là... Đúng rồi, bên này các bạn ơi. Quẹo trái. Chuẩn luôn. Chúng ta đã tìm thấy cái rương rồi ha. Xử lý vài cái con cà khịa mình cái đã. Rương tiếp theo này sẽ cho mình cái gì nào? Ủa sao nghe tiếng zombie kế bên vậy? Ý, sách tiếng chán gì đây? Why bros? Đây rồi các bạn ơi. Mình đã tìm được cái dòng enchant mà chúng ta có thể ép vào cái chùy rồi. Ui, còn có một cái banner flow nữa nè. Ê, dưới này là cái khu vực mình có thể dùng cái chìa khóa có một cái đầu lâu này để mở nè các bạn. Xem nào. Mật ong, ngọc lục bảo. Ê, mũi tên. Hình như đây là mũi tên mới ở phiên bản này hay sao á. Ủa phải không ta? À không, mũi tên độc, có lâu mà. Ôi, ở đây có thuốc yếu đuối nè. Ngon, mình xin luôn. Về đến nhà, việc đầu tiên mình làm đó chính là ép cái chuyện này với cái dòng White Brush các bạn. Đây rồi. Chúng ta sẽ lập tức đi test cái dòng mới này thôi các bạn ạ. À. Háo hức quá à. Ở đây có cái nhóc gà nè. Gà lạc các bạn ơi. Mình sẽ test trên nhóc này ha. Ôi trời, em chạy. Để coi cân chạy được bao lâu. Ok, chạy được. Thôi không sao, mình dùng cầu gió đỡ cũng được. Wow, cái dòng White Breath là vậy đó các bạn à. Đánh xong mình sẽ hất tung lên một cái nữa các bạn. Đã quá à. Kiểu như mình có thể tấn công và liên tục ở trên trời nếu như mà mình ra đòn thiệt là chuẩn ha. Wow, bá đạo đấy. Ok, vị thứ hai nâng cấp cây chùy của mình cũng đã xong luôn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tới nhiệm vụ quan trọng nhất. Đó chính là thử thách đánh bại con qua đành bằng một hit duy nhất trong ngày hôm nay. Đây sẽ là cái nhiệm vụ khó nhất và hy vọng rằng chúng ta sẽ thực hiện được nó. Điều đầu tiên, để thực hiện được cái nhiệm vụ này thì chúng ta cần phải quay lại cái biome Deep Dark nè. Để tìm một con qua đành ha. Cũng hên là lần trước mình có tìm thấy một cái biome Deep Dark gần nhà. Ê, hình như kế bên mình có cái khối triệu hồi qua đành luôn hay sao các bạn ơi. Mình bị dính hiệu ứng bóng tối rồi nè. Hả? What the hell? Kìa. Oh my gosh. Nếu vậy thì cũng tốt ha. Bây giờ mình sẽ set up một cái kiểu như là cái thang máy để đưa cái con qua đành này lên trên các bạn. Ê, kim cương luôn. What the hell? Một quãng à. Cũng được. Rồi, sẵn tiện ở đây thì mình sẽ bắt đầu đào ra rộng ha. Ở đây cũng là khu vực thang máy mình đưa con qua đành lên trên nè. Có một chút thay đổi các bạn ơi. Lúc đầu mình tính đưa con qua đành lên trên á, nhưng mà bây giờ mình thấy đâu cần nhất thiết như vậy đâu.
Mình chỉ cần để con quai đành ở dưới, cố định một cái khoảng tầm 3-4 ô gì đó ha. Sau đó mình ở trên này bắt chớn nhảy xuống rồi gõ vô đầu nó thôi. Ờ, vậy là được. Ok, mình thấy như vậy có vẻ là nó vừa đơn giản và cũng ok hơn ha. Bây giờ thì mình đang gán lên cao một tí nè. Cái khoảng nào mà mình rơi xuống nó đủ để chúng ta one shot con quai đành á. Không biết như đây có đủ chưa nữa. A few moments later. Tiếp theo thì mình sẽ có một khu vực cửa sập để dụ quai đành rớt xuống dưới ha. Rồi, con phân minh, mình sẽ chạy tiếp vô trong này. Và sẽ có một cái chỗ để chúng ta đi tít lên trên ha. Mình sẽ tận dụng những cái dàn giáo giống như vậy nè. Đó. Rồi, khi đã ở trên cao nhất thì mình có thể nhảy xuống và bụp con quai đành. Kế hoạch của mình là như vậy các bạn. Còn bây giờ, để mình đi dụ nó cái đã. Không biết có làm được hay không đây, gung quá à. Nhưng mà cũng phải thử thôi các bạn. Dân chơi nào sợ quai đành đúng không? Mình chỉ cần phát ra một tiếng động nữa thôi là nó sẽ xuất hiện đó. Ok, chuẩn bị nào. Đố. Dân chơi đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Ok, mình đã bắn vô người nó rồi. Ê, không thấy đường. Oh my god. Ok, nó lọt rồi các bạn ơi. Đây là thời khắc quyết định nè. Không biết là chúng ta có thực hiện được cái thử thách này không. Ok, nó kìa. Hồi hộp thiệt các bạn ơi. Và có bạn nào đã từng one shot qua đạnh một lần nào chưa? Hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Chứ mình là chưa lần nào luôn các bạn ạ. Liệu rằng đây có phải là lần đầu của mình hay không đây? Ăn trái táo lấy tinh thần trước nè. Rồi, xuống luôn thôi các bạn ơi. Liệu rằng... Ui. Không sao. Chúng ta còn cơ hội sửa sai các bạn ơi. Oh my god. Mới lần đầu mà thấy có biến rồi đó nha. Trời đất à. Ok, vậy thì không đứng sát góc bên phải được rồi. Đứng sát góc bên trái đi. Góc này thì sao? Ui. Ây da. À. Ôi không. Vẫn chưa đủ độ cao để chúng ta one shot con Warden các bạn ạ. Ở độ cao đó thì mình chỉ mới gây được hơn 50 trái tim cho con Warden thôi. Hiểu luôn. Vậy là mình phải nâng cái độ cao lên một tí nữa các bạn ơi. Lần này chắc chắn sẽ khác. Ôi, nó xuất hiện luôn rồi. À. Đợi nó dí mình. Ừ, đúng rồi. Ok. Đúng rồi, qua đây. Ủa, sao tới đó nó dừng lại? Cay thế nhờ. Thôi được, nếu mà nó ở đó thì mình cũng chơi luôn. Ê? Hả? Cái gì? Nó tự rơi xuống dưới rồi các bạn ơi. What the hell? Kìa, mình thấy nó rồi. Ngon. Lần này mình chơi tới độ cao tiết trên độ cây các bạn ạ. Để chắc cú hơn, mình còn vài cái dàn giáo nè. Lên cao thêm tí nữa đi các bạn. Không chần chờ gì nữa, mình sẽ bắt đầu kết thúc sinh mạng của con quả đành kia thôi. Lần này sẽ thành công. Mình tin chắc là như vậy. Đây rồi các bạn ơi. Mình đã hạ gục được nó bằng một chuyện duy nhất rồi. Wow, mình đã làm được rồi các bạn ạ. À. Dạ. Tầm này nói gì cho ngầu bây giờ các bạn. Wow, vậy là mục tiêu đánh bại qua đành bằng một hit duy nhất của mình đã đạt được rồi các bạn ạ. Và phải công nhận một điều á, là sử dụng cái chuyện này rất là thích các bạn ạ. Thiệt luôn, cảm giác đánh bại một con cực mạnh như qua đành á, trong một hit nó đã gì đâu á. Rồi, và hôm nay mình còn có thêm một cái heavy core nữa nè. Ây da, sắp tới chẳng lẽ mình hai tay hai chùy, trời. Nghĩ tới thôi là khoái rồi đó các bạn ạ. Và sắp tới, dự là chúng ta sẽ còn sử dụng cây chùy này để đánh bại thêm nhiều con nữa. Và sinh vật tiếp theo các bạn muốn mình đánh bại nó bằng một chùy duy nhất sẽ là sinh vật gì? Hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Lovegood hay là Unitalet thì có thể ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình Minecraft sinh tồn phiên bản 1.21 này. Bye bye.